Lạc quá. Alo. Lắc quá đi luôn. Thế biết rồi, biết trong 8 rồi. Lester rồi, kêu ăn con này đi, không chịu ăn, cái chạy đơn ta luôn. Quá, tụi này chiêu ghê ta. Đi bỏ đi. Hay, kéo rồng ra được mà hay rồi. Tao chuẩn bị xuống cuối rồi á.
trời. Có bạn đã khỏe vậy. Lô thật lên nha, hello em nha. Pin cao nhở? À, thằng kia không là cho mình ăn, mình mất cái mẹ từ chỗ đây nào. Sao lắc quá ta? Thái bắt đầu lắc rồi đấy. Chắc xong game về đến việc rồi. Tầm này pin cao quá. Lắc quả liền. Lắc quá. Alo. Lắc quá liền luôn. Thế biết rồi, biết 108 luôn. Lắc thì chắc đâu. Lắc quá, xử lý bị gì á? Sao giờ pin 200 rồi ta? Pin nhiều, pin 108 rồi, bị lay vãi. Trời. Em chơi đi tụi mày. Má đó. Vừa ăn con rồng vào túi xong kêu chơi đi về hết luôn. Kêu vãi. Mẹ nó không chết kìa. Gì bắn được nhiều phát thế?
thể bút phanh kia lại đúng không? Ôi chết mẹ rồi. Má cái tì quốc hồn á, khó chịu hết rồi. Đãi đàn rồi. Trâu quá. Mà Hector vẫn không xích à, đủ cay thế. Thôi rồi. Mẹ từ lúc bị áp ca cay thế rồi. Thằng lùn Hector lên đây liên rồng đi mày. Có con rồng bừa này nó nói với ép lên lên nhanh chứ. Ủa? Mẹ cay đấy rồi. Mẹ lại hắc lắc rồi tới hắc map à. Ủa chiều chứ. Từ dân đang đánh lắc đấy hiểu bị gì luôn. Ra vào lại cái này nó săn hết mẹ.